Rồi. Lô anh em, đây là cái chiếc mà mình đi mua ở ngoài Hobby Town á, có dạng là mực kèm bia đúng không? Thì ra mình mua con này thì nó cho con khác, thành ra con này nó bán là 59 đồng. Nó dừng về coi lại đàng hoàng nó thì mất tiền Việt Nam. Như vậy thử cái này nha. Đáp ha, đáp nghe mình. Ừ. Xí xí vô đường băng em chở em đáp á. Đánh dòng lên xe rồi đáp. Chiếc này cũng ok lắm anh. Ừ. Đang để chế độ nhảy. Cũng ok.